Trong quá trình chúng ta tiến hành làm clip bằng điện thoại thì các bạn chú ý một số vấn đề sau. Đầu tiên là nhớ là đặt máy nằm ngang nhé. Đặt máy nằm ngang này để chúng ta có thể quay Full HD. Nhiều bạn thì lại tiến hành đặt máy cầm máy dọc. Thì như vậy là khi chúng ta tiến hành là cầm bằng máy dọc đấy thì up video lên. Đây các bạn nhìn thấy đây là máy dọc này. Và nó sẽ bị đen ở hai bên. Và cái này thứ nhất là làm cho cái việc triển khai của các bạn khá là xấu. Chúng ta cần phải làm sao cho là chiếc điện thoại phải quay ngang để có thể là gì, để có thể full được hết màn hình và người nhìn người ta cũng có cảm giác là được nhìn đầy đủ hơn. Hi, xin chào các bạn. Có rất nhiều người đã quay bằng điện thoại này và kiếm tiền bằng cách tạo các video này. Nguyên tắc tiếp theo là bố cục khung. Nguyên tắc 1/3 là nhân vật chính chiếm 1/3 màn hình. Chúng ta không để sao cho là toàn bộ các cái phần hình ảnh nó chiếm một clip quá lớn, mà các bạn nên xác định là ảnh chính, nhân vật chính chúng ta chỉ chiếm 1/3 một chút thôi. Đấy, đặt xa ra một chút để tạo ra cái góc nhìn tốt cho người xem. Vì nếu chúng ta đặt quá sát thì như vậy là người xem người ta có cảm giác là bị tức mắt. Nên cố gắng giữ được nguyên tắc là 1/3 của màn hình. Không nên sử dụng zoom, tức là các bạn không nên zoom to ra mà cố gắng đặt trong khoảng cách vừa phải và lấy được nét ở trong thiết bị di động. Không dùng flash hoặc là quay thiếu sáng. Tại vì là ví dụ đây là một hình thức quay thiếu sáng này, làm cho video clip rất là xấu. Và nếu chúng ta quay đủ sáng, các bạn nhìn đây một clip quay đủ sáng này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là toàn bộ thông tin hình ảnh chính là nằm ở 1/3 màn hình đây, họ để rất là chuẩn. Đây là quay đủ sáng cho nên là hình ảnh không và nét nó sẽ không bị có cái cảm giác là có các phần nhiễu ở trên màn hình, hay chúng ta dùng thuật ngữ trong tiếng Anh là noise, tức là tạo ra những cái độ nhiễu trên màn hình và nhìn hình nó không được nét. Không nên quay ngược sáng. Chúng ta sử dụng các phụ kiện hỗ trợ quay và sử dụng phần mềm để hỗ trợ biên tập video. Ví dụ như là chúng ta thấy là các cái phụ kiện, khi các bạn sử dụng các phụ kiện quay thì chúng ta nhìn thấy là gì? Là chúng ta có thể rảnh tay và video nó sẽ rất là cân. Nó sẽ không bị một vấn đề là lúc chúng ta cầm điện thoại di chuyển lên, di chuyển xuống và làm cho cái hình ảnh nó cứ bị di chuyển, làm cho mắt người xem nó khó. Ở Việt Nam thì các bạn có thể mua cái chân quay này hoặc là làm cái giá đỡ. Cái này chúng ta có thể cố gắng làm thêm một số giá đỡ để có thể quay được và cố định thiết bị. Và sử dụng các cái phần mềm để làm edit, tức là các bạn có thể cho thêm chữ hoặc là các hiệu ứng này. Thì những cái hiệu ứng này thì có rất nhiều phần mềm hỗ trợ các bạn làm rất là tốt. Như vậy nói tóm lại là việc chúng ta tiến hành làm video clip bằng điện thoại, đây là một cách thức tuyệt vời để các bạn có thể sáng tạo nội dung và chúng ta có thể sản xuất được nội dung không bị phạt của Google. Nếu các bạn thấy là trước kia để kiếm được một chiếc điện thoại hay là kiếm một chiếc máy quay xịn để làm video thì quá khó khăn thì giờ không còn khó khăn nữa. Và tạo ra các nội dung này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự sáng tạo theo một cái phong cách riêng của mình. Và ở đây thì nhắc lại là các bạn cố gắng là khi dựng clip chúng ta cần phải có mục đích, nội dung và chúng ta cần phải truyền tải được thông điệp tới người dùng. Rồi liên quan đến vấn đề về khi quay clip thì cần chú ý là đặt máy quay nằm ngang, nguyên tắc bố cục khung là 1/3. Một số yếu tố phụ khác là không nên sử dụng zoom, không sử dụng flash hoặc là quay ngược sáng. Sử dụng các phụ kiện hỗ trợ và các phần mềm hỗ trợ biên tập video. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng phần mềm Camtasia này, hay chúng ta có thể dùng phần mềm là Adobe Premiere hoặc là một số phần mềm khác, miễn là các bạn dễ sử dụng.